Chào các bác. Chào các bác nhá. Đi vừa đổ đèo Sapa xong các bác ạ. Chắc bác này bác ra phanh nhiều quá nên là khói bốc ra ở trong bánh này các bác này. Quá nguy hiểm luôn. Đấy, khói bốc ra nghi ngút từ trong này các mày. Không biết các bác có nhìn rõ không nhưng mà ở ngoài này nhìn rõ lắm các bác ạ. Bốc khói nghi ngút luôn. Giống kiểu cháy ma phanh ấy các bác. Và các bác đấy nhìn không? Chắc không nhìn thấy nhỉ. Đây nó bốc lên này. Cháy ma phanh. Khói khét lẹt luôn. Ở bên kia cũng khói thế này. Quay sang bên này xem có thấy khói không. Bây giờ mà dội nước vào thì ông này chán quá. Đi quá chán luôn. Hai mã đều khói. Xe khác không khói mà bên này khói thì chết. Bên này các bác này, đằng trước cũng khói này. Khói nghi ngút thế này này, đây, các bác thấy không? Quá shit. Em lấy cái chai nước em thử dội vào xem nhé. Khô nhoang luôn. Đây nhìn này em dội bên này này các bác này. Đó nó cũng nóng nhưng mà không đến nỗi như vậy nhá. Đấy các bác có nhìn rõ khói không? Chắc này lái mới. Bởi vì tài già không bao giờ có tình trạng như thế này. Quả này mà phanh thêm tí nữa thì thôi rồi, hỗng phanh luôn. Mà một khi hỗng phanh thì coi như vứt tất cả. Đóng cổ bô nó chỉ một phần thôi các bác nhá. Còn phanh ở chân vẫn là phanh chính, không bao giờ có thể thay thế được. Bởi bên kia đỡ đỡ rồi. Cơ bản là xuống giá phanh quá nhiều. Giờ này các bác có thấy vứt khói ra không? Bên này cũng thế nha, vãi shit luôn. Hai bánh bên này đều bốc khói đây này. Đó thấy chưa các bác. Và bên này cũng bốc khói nha. Đây. Bốn bánh đều bốc khói.